Nếu không vì ốm đau, thì bác đã đến tận nơi xung yếu như những mùa trước đó. Sợ cơn lũ có đột biến bất thường, các đồng chí gần gũi ngỏ ý đưa bác đến nơi an toàn. Bác nói, tôi không thể xa dân. Bác chỉ yên lòng khi việc phân lũ cứu dân đã được làm khẩn trương chu đáo. Bác đã yếu đi nhiều lắm. Hôm nay xem lại những thước phim này, chúng ta chia sẻ nỗi lo âu hồi hộp của các giáo sư, bác sĩ, của các đồng chí lãnh đạo. Mỗi lần tỉnh lại, bác hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng đâu? Ôi, phải chi lịch sử bước được nhanh hơn để ta dâng lên bác thắng lợi trọn vẹn sau cùng. Khi bác hỏi, hôm nay đánh thắng đâu? Thì miền Nam và cả nước lại lắng nghe từ Hà Nội. Nước đang sắp tới thực hiện cho bằng được lời chúc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Thì ở đây, vì quy luật ngặt nghèo của sự sống, bác của chúng ta sắp phải dừng chân. Và dù cho bước chân của bác có dừng, nhưng ý chí tiến công của người vẫn trong tâm trí toàn dân tộc. Không ai nghĩ rằng trong những ngày cuối cùng, bác đọc cuốn Sự thật ở Việt Nam gồm những điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ. Chắc chắn có một sự thật không kịp điều trần, đó là nhân dân Việt Nam biến đau thương thành sức mạnh, quyết giành thắng lợi cuối cùng. Miền Nam trong tim tôi, miền Nam luôn gần kề với bác, nhưng miền Nam cũng xa cách nghìn trùng. Miền Nam đầu mũi Cà Mau và miền Nam ngoài Trường Sa Phú Quốc. Nhưng bao trùm hết thảy là miền Nam của hàng chục triệu đồng bào đang chiến đấu gian lao. Của miền Nam, chúng ta chưa rõ xuất xứ của cây là ở vùng nào, nhưng trong vườn bác, cây vú sữa này là miền Nam từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. Hàng dừa kia cũng vậy. Trong cơn đau, bác chỉ nhấp được vài giọt nước dừa hái ở cây này. Bác tỏ ý bằng lòng và nói, của miền Nam. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Bác đã gửi thư này yêu cầu sắp xếp cho bác đi thăm miền Nam sớm hơn một ngày, một tháng, một năm. Và khi biết bác không kịp thực hiện chuyến đi, lòng ta trào dâng niềm kính thương vô hạn. Thank you.
tình hình sức khỏe của Hồ Chủ tịch không ổn định. Bệnh của người đang phát triển và có phần trầm trọng. Các thầy thuốc đang dốc lòng, dốc sức chữa cho người. Đảng và nhà nước ta coi việc chữa cho người khỏi bệnh là một nhiệm vụ trọng đại và khẩn cấp hiện nay. Nhận vào ta phẩm chất của người, ngỡ như cả tâm hồn ta đổi khác. Các đồng chí cán bộ cao cấp, các đồng chí luôn gần gũi bác, không ngờ đây là cuộc gặp mặt cuối cùng. Bác giấu tình trạng sức khỏe của mình trong ánh mắt và cử chỉ chan hòa để hướng mọi người đến một chăm lo khác. Chăm lo cho sự nghiệp của đất nước, của nhân dân. Chăm lo cho phẩm chất mỗi người xứng với lòng dân tin cậy. Ta đã có lúc nghĩ rằng một ngày buồn như hôm nay sẽ đến, nhưng vẫn mong nó đừng đến, và ngày buồn đừng đến như hôm nay. Đây tiếng khóc những anh hùng bất khuất, những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc, từng dẫm nát trăm trại giam, trăm bãi chiến trường. Dù trăm phen đổ máu vẫn xem thường, nay như con trẻ bỗng òa bưng mặt. Bị đốn tận lòng, bị đau tận gước, cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn, giằng xuống rồi lại nổi dậy từng cơn. Để lại muôn vàn tình thân yêu cho đồng bào đồng chí, cho cháu con và bạn bè thế giới. Bác đã kề vai sát cánh với bạn nghèo năm châu để chọn một hướng nhìn về tổ quốc. Bác còn dạy ta nhìn ra thế giới bằng tình cảm bốn phương vô sản đều là anh em. Một đời thủy chung như thế, nên bác đau lòng trước mỗi việc bất hòa. Giờ vĩnh biệt, bác gửi bạn bè lời kêu gọi thiết tha phải đoàn kết lại. Có gì riêng, nhưng giàu có đến muôn vàn. Đó là tình thân yêu bác để lại cho toàn dân toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Từ Trần ngày 2 tháng 9 năm 1969, đúng vào ngày kỷ niệm bác đã khai sinh nền độc lập của dân tộc. Chúng ta và trước hết là nhân dân Hà Nội quen ngước nhìn lên chỗ bác đứng trên